Chào mừng mọi người đã đến với kênh Tô Màu của mình. Thì hôm nay mình sẽ tô màu chiếc váy này nha mọi người. Xin mời mọi người hãy theo dõi video của mình để xem mình tô màu bức tranh này sẽ như thế nào nhé. Đặc trưng bản chất của chủ nghĩa xã hội Việt Nam, hương vị của đất nước, hương vị của đất nước. Vy không đi làm à? Ở nhà ôn bài à? Muốn ăn cái gì quá, mới ăn cơm xong. Có đi mua gì ăn đi. Có thi xã hội chủ nghĩa chưa? Mấy điểm? À, A luôn. Nhà vía đi. Nó dễ không? Tao thấy đọc như lịch sử ấy. Rồi cao câu cậu học à? Hả? 7:30 mà được A nhá. Không, 7:30 không được A đâu. Phải 8. Phải 8. Ừ. Giữa kỳ ta được 8:30 rồi. Tớ sẽ cố gắng.
Và đây là bức tranh mình vừa tô màu xong nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.